Sau khi đổi mật khẩu và đăng nhập thành công, anh chị tiếp tục thực hiện khai báo danh sách đối tượng tiêm. Hiện tại, có hai hình thức thêm đối tượng tiêm. Hình thức 1, thêm mới trực tiếp trên hệ thống. Bước 1, anh chị chọn quản lý tiêm chủng và chọn mục đối tượng tiêm COVID. Bước 2, chọn mục thêm và nhập đầy đủ thông tin như màn hình hiển thị bao gồm họ và tên đối tượng, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, số chứng minh thư hoặc căn cước công dân, dân tộc, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ hộ khẩu thường trú. Địa chỉ nơi ở thường trú. Bước 3, bấm lưu. Hình thức 2, nhập dữ liệu đối tượng bằng cách import file Excel. Hệ thống cung cấp tiện ích giúp anh chị có thể đăng nhập lên hàng loạt đối tượng hiện đang quản lý theo sổ sách tại địa phương bằng cách import dữ liệu theo file Excel. Anh chị thực hiện theo các bước sau. Bước 1, tại chức năng quản lý tiêm chủng, chọn import danh sách đối tượng tiêm COVID. Bước 2, tải file mẫu về thiết bị. Bước 3, nhập dữ liệu từ danh sách đối tượng sẽ được thực hiện tiêm đang quản lý vào file biểu mẫu. Trong trường hợp anh chị chưa biết chuẩn hóa dữ liệu, vui lòng xem lại clip hướng dẫn chuẩn hóa file. Sau khi chuẩn hóa thành công, tải file lên hệ thống. Trong quá trình tải file lên hệ thống sẽ có các trường hợp sau. Trường hợp 1, file tải lên đúng theo file mẫu, hệ thống sẽ thông báo thành công. Trường hợp 2, file tải lên không đúng mẫu sẽ được trả về và có ghi chú các lỗi trên file. Anh chị sửa lại các lỗi đã được ghi chú, sau đó lưu lại dữ liệu và tải file lên hệ thống đến khi có thông báo thành công.